Ví dụ như có những người trẻ đi tu thì những đức nó không có về nhà. Mình gặp cha, gặp mẹ, mình đừng có nói cái câu nói là mai mốt cha mẹ mất con cũng không có về đâu. Đừng có nói câu đó. Mình hãy tu đi, nó sẽ có cái sự chuyển biến lạ đặc biệt chứ. Đừng có nói vội vàng, nói sớm câu đó làm gì. Dù biết rằng những đức đưa lên cái kế hoạch như vậy đó, nhưng mà cái kế hoạch gì nó cũng có sự chuyển biến. Nhìn theo chính bản thân mình mà nó chuyển biến. Đừng có bao giờ nói với cha mẹ rằng con đi tu là mai mốt cha mẹ bệnh đau hay cha mẹ mất con có gì ở đâu. Mình đừng có nói câu đó làm chi, để cho cái người ta thấy nó khó chịu. Giống như con đứa bé bên kia, nó nói với mẹ nó một câu: mẹ ơi, mai mốt ở nhà ba mẹ bệnh con có gì, ba mẹ mất con cũng không có gì đâu, con quyết định con tu để con làm Phật thôi chứ con không có gì nhà. Bà mẹ bà gặp như đứa bà nói: dạ thưa thầy, con nghe con nói gì con đau lòng ghê thầy. Rồi nó đi làm có cái sổ bảo hiểm, nhà con khó khăn, con kêu nó ra ngoài này nó ký một cái đi, nó ủy quyền lợi cho nhà của con để trang trải số tiền trong gia đình. Nó nói rằng thôi tiền nó cúng dường cho đất nước đi. Thì tất cả những cái gì nó nói đều là do những đức dạy mà ra. Những đức cũng thường nói có nhiều bà cụ già bà lãnh lương hưu á, những đức nói thôi mình đây có cơm ăn rồi, tiền nó để cho đất nước làm gì làm đi. Thấy không? Rồi xong những đức mới đính chính là những đức nói một câu rằng tuy là như vậy nhưng mình phải khôn. Phật pháp là trí tuệ. Tại sao ngoài cổng chùa để bốn chữ di tuệ thị nghiệp? Vì sao để bốn chữ đó làm chi ạ? Vì bốn chữ đó Phật muốn nhắc mình chỉ có trí tuệ là sự nghiệp lớn nhất của đời người. Nhớ, trí tuệ là sự nghiệp lớn nhất của đời người. Trí tuệ có được thì mới tiêu nghiệp. Tại vì cái nghiệp của mình là một cái hành động xấu quay lại nhiều quận. Thí dụ như bây giờ chồng nó chửi mình, nó đánh vô mặt mình cái, chỉ có một cái đánh thôi, nó chửi một tiếng chửi thôi. Chửi cha mắng mẹ mình cũng là một tiếng chửi. Chửi không xuyên qua lỗ tai khác, nhưng mình không cho nó xuyên qua lỗ tai, mà mình cho vào lỗ tai rồi mình đi xuống lại, đẩy vào tâm, rồi nằm trong đó. Rồi bắt đầu mình nhớ lại chồng mình nó chửi mình, chửi cha mắng mẹ mình, mà mình phải chung chăn sẻ gói với họ, thấy đau lòng. Rồi cái nằm đó đau lòng mà hút hết khóc. Đó gọi là thiếu trí tuệ. Nên nó không giải được cái nghiệp. Chứ nếu như mà có trí tuệ thì tức khắc nghĩ rằng bây giờ mình đã chọn rồi, sự chọn lựa là phải đi thôi chứ không nói vòng vo. Người ta ngoài đời ta nói một câu: lấy chó theo chó mà lấy dịch theo dịch. Hiểu chưa? Nên từ nơi đó mình đã lấy rồi là sự chọn lựa. Mà sự chọn lựa này nó là kết vào cái nhân duyên, duyên nợ. Nếu mà có duyên mà không có nợ thì chỉ có duyên gặp mà không sống với nhau. Còn có nợ mà không có duyên, nó có nợ là nó tưởng nhớ nhau mà nó không có duyên gặp, sao ở với nhau? Nên con người đến với nhau nó phải kết hợp duyên và nợ. Mà duyên thì có thuận duyên thì hòa hợp, nghịch duyên thì đụng chạm. Tại vì trong cái duyên nó có thuận duyên và có nghịch duyên. Trong cái cuộc đời này đều là có thuận và nghịch. Có khi vợ chồng sống với nhau 5 năm vui, 6 năm có chuyện, rồi 7-8 năm xảy ra vấn đề. Rồi xảy ra vấn đề xong hòa hợp lại. Có khi vài 3 năm sau lại đụng chạm. Giống như trên đoạn đường mình đi ấy, có những đoạn đường rất là bằng, nhưng đi một chút nó lại có những đoạn đường nó bị hư. Rồi đi một chút lại có những đoạn đường bằng, rồi đi một chút lại gặp những đoạn đường cống, rồi tiếp tục đi nữa thì thấy những đoạn đường bằng. Có nghĩa là đường đời mình đi cũng như con đường của chính bản thân mình đang sống. Hãy nhớ, từ nơi đó mà Phật nói là di tuệ thị nghiệp, là trí tuệ là việc quan trọng của đời người. Vì có trí tuệ mới nhìn ra được những sự việc để giải tỏa những cái khổ đau trong cõi lòng. Thí dụ như người ta chửi mắng mình, sự khổ đau người ta chửi mình, người ta còn khổ hơn mình. Nhưng mà là do mình đem để vào tâm để mình quay ra nhiều quận. Giống như người ta chửi mình là người ta phóng cho mình một mũi tên. Mình bị dính tên rồi, mình không chịu dùng trí tuệ để nhổ mũi tên nó ra, mà mình lại bực bội khó chịu giận hờn là mình đang tiếp tục trúng nhiều mũi tên tiếp tục. Nên người mà đã có trí tuệ
thì thà trúng một mũi tên để dùng cái trí tuệ để nhổ mũi tên nó ra liền bỏ đi. Chồng mình, vợ mình nó nói một câu nặng nề với mình, mình có thể bình thản được. Nó hỏi mình vì sao tôi nói những lời nặng nề như vậy mà ông bà lại bình thản được như vậy, thì mình nói rằng lời nói là của anh, của em, nói ra phát xuất từ tâm mình. Hãy suy nghĩ cho thật kỹ lời nói đó xuất phát ra. Còn đưa lại cho em nhận hay không là em có quyền. Nếu em nhận những cái mà em không vừa lòng thì không khác nào em trúng tên liên tục. Còn cái mũi tên này anh phóng lại em sẽ tránh được mũi tên này. Em không bao giờ bực bội. Vì sao? Vì em học Phật. Phật dạy phải cần có trí tuệ. Hãy nhớ trí tuệ, hiểu không? Đó. Để thấy Phật có xác thực không? Mà áp dụng trong cuộc sống. Những đức nói rằng là mỗi ngày Phật tử đang nghe Pháp mình giảng hai thờ, người ta vui, người ta an lạc biết nhiêu nữa. Cứ bấm vào Thầy Thích Những Đức hoặc là Trang Chân Thành Niệm Phật Vô Lượng Thọ, ngày nào cũng nghe Pháp được, ngày nào cũng vui hết, ngày nào cũng được cười. Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ mà. Bây giờ uống thuốc bổ cũng không bằng nụ cười. Có người tại sao chùa mình già nhiều mà không bệnh, bệnh mà không cần uống thuốc cũng hết. Rồi quay phim lên thì thấy thầy chúng vui vẻ an lạc. Mà ăn cái gì? Ăn được con trai chứ ăn gì? Vậy mà sống như ngày tháng rất là vui, đúng không? Vậy thì mình chọn con đường đi tu này mình thấy đặc biệt quá. Còn nếu như cư sĩ ngoài đời thì cũng áp dụng Phật Pháp vào gia đình của mình. Đâu phải ai nghe đạo cũng cạo đầu vô chùa tu hết đâu. Có nghĩa là người ta đi tu là người ta có cái nhân duyên của người ta. Người ta đi tu, Phật Pháp có thể áp dụng cho người xuất gia, áp dụng cho người cư sĩ, áp dụng cho mỗi một con người ở trong cái cõi đời này. Giàu, nghèo, đẹp, xấu, lùn, lé hô, súng gì, Phật Pháp cũng áp dụng vào con người đó được. Nhưng mà do mình chọn trong chùa là do mình tạo một hoàn cảnh. Mình chọn một hoàn cảnh mà mình tiện tu. Đó là cái nhân duyên mình đi tu, nó tiện tu. Bây giờ có nhiều đứa bé nhỏ nhỏ này nó muốn đi tu mà cha mẹ đem nó về nhà, 5-10 năm sau nó khổ te tua chứ. Cha mẹ lúc đó chết queo rồi, bản thân nó phải chịu cái khổ này. Rồi bản thân mình hoảnh nhìn lại cuộc đời, tự nhiên mình thấy phải chi ngày xưa mình đi tu được rồi cũng tại cha mình, ổng không cho mình đi tu. Chứ nếu không mà mình bây giờ đâu có đến nỗi khổ gì, dính vào chuyện chồng con bây giờ, rồi đẻ con bầu bì khổ quá trời. Vậy hồi xưa mình đi tu được rồi, nó nên sự chọn lựa của mình nó phải chuẩn. Nên người xưa nói câu sự chọn lựa còn quan trọng hơn cố gắng. Đa phần con người thời đại này là đi cố gắng mà sự chọn lựa lại kém. Phần nhiều mấy cháu đi học, như đứa hỏi con đi học con chọn ngành nào, nó nói dạ con không biết. Nó nói, ủa ngồi. Nếu như bây giờ những đứa đi tu mà các con hỏi thầy đi tu để làm chi, không biết, thôi chịu thua rồi. Ví dụ như mình đi tu là mục tiêu mình hướng đến sự an lạc, giải thoát của nội tâm. Hồi xưa mình chưa tu á, mình bực bội ai, mình buồn mình để trong tâm lâu, mình buồn mình khó chịu còn hơn gì nữa. Bây giờ mình nuôi được hơn 1000 người già, mà người già đâu phải dễ tính. Vậy mà mình không có buồn người già. Những đức thường kể những câu chuyện mắc cười, thấy chưa? Có khi đang ngồi ăn cơm vậy tự nhiên xách cái quần ra, mà già xách cái quần ra, thấy làm chuyện ngộ chưa, làm chuyện dị hợm ghê. Mà cái chuyện này là bà cho là đúng, không có sai, tại vì bà cho là đúng mà. Hiểu chưa? Thì vì cứ nghĩ đi, bà đem cái quần ra, bà hỏi thầy cái quần này của con mà bà kia bà nói quần của bà, thầy xử đi. Bây giờ thầy xử cho con cái quần này của con hay là quần của bà? Những đức đang ăn cơm, đang nhai nhai, mình nói để tôi nuốt cơm cái để sặc. Xong nuốt cơm xong những đứa uống miếng nước. Có nghĩa là nhai cơm là chuẩn bị, mà nuốt cơm là giải thoát. Lúc nuốt cơm vô mà cho thêm miếng nước nữa thì là sạch sẽ. Hiểu chưa? Nước biểu trưng cho sự sạch sẽ, thanh tịnh. Nên lúc đó giải quyết vấn đề là gì? Bây giờ bà hỏi quần này của bà hay của bà kia, đúng không? Bây giờ tôi xử lý, mà nếu của bà thì bà kia bực bội, mà nếu xử lý của bà kia thì bà bực bội, vậy thì chắc chắn cái quần này của tôi. Chùa thượng giao cho những đứa coi, đây những đứa nuôi chúng hết trơn. Cái gì những đứa cũng mua cho các cụ, thì đa phần là những đứa mua. Vậy thì quần áo gì của các cụ cũng là của những đứa hết.
Nếu mà đem ra kêu những đức sử thì của tôi là chắc chắn nhất. Xong bà hỏi, dạ thưa thầy, vậy thì cái quần này của thầy xong rồi, chúng con chỉ có áo mà không có quần bận, vậy thầy phải xử lý như thế nào? Những đức nói, muốn cho bình yên thì không có khó, thì bây giờ đi kiếm hai cái quần đưa cho mỗi bàn cái, thì bà nào cũng có quần, khỏi có chuyện xảy ra. Vậy thì bà hỏi lại là cái quần đó vậy thầy đem gì thầy bận có được đâu, mà thầy nói của thầy làm gì? Những đức nói, tôi đâu có ngu gì tôi bận, tôi đem cái quần đó tôi ủi, tôi xếp lại cắt đó, mai mốt ai mắc quần thì tôi lấy ra tiếp tục đưa lại, cũng là vòng vòng của mấy bà chứ của ai. Thấy không? Nếu như lương tâm mình nghĩ nó là điều tào lao thì nó là tào lao, nhưng mà bà đem lại cho mình để làm cho mình phải suy nghĩ, phải có trí tuệ để giải quyết vấn đề sao cho nó thoải mái. Có khi mình cũng bực bội chuyện này chuyện kia, nhưng mà ngồi suy nghĩ lại, bực bội làm chi cho nó khổ dữ à? Thôi buông xuống phước cho rồi. Phải cần có trí tuệ không? Trí tuệ mới giải quyết vấn đề của cái nghiệp. Nên cái nghiệp là cái gì? Cái nghiệp là cái quay lại nhiều quận. Cái nghiệp là cái gì? Cái nghiệp là buồn người ta quay nhiều quận. Cái nghiệp là cái gì? Cái nghiệp là chưa biết đủ nên quay nhiều quận. Có khi bây giờ mình có ăn, có ở đàng hoàng rồi, nhưng mà bản thân của mình á, mình không có biết đủ. Mình muốn cái nhà mình phải giàu như cái nhà kia kìa, nên mình lao theo cái nhà kia, nên mình thiếu trí tuệ. Mình không biết đủ để mình sống những ngày tháng của cuộc đời mình vui. Mà bản thân mình lại nói rằng bây giờ bản thân mình phải vì con mình mà mình cố gắng giàu, để sau này con của mình nó không có thua sút người ta. Vậy thì cuộc đời mình khổ cả đời, con mình tiếp nối theo là Iran, cha mẹ cũng khổ cả đời vì con nó. Vậy thì gia đạo mình từng đời là khổ, dù có giàu cũng là khổ. Tại sao chúng ta không lặp lại đi? Lặp lại là mình tin mỗi người có phước thì có phần, nên bản thân mình đủ sống là được rồi. Mình hãy làm cha làm mẹ sống cho hạnh phúc, con bên cạnh cha mẹ hạnh phúc, dù giàu không nhiều nhưng sự hạnh phúc này, đó là sự im ấm nhất của một gia đình, đúng không? Quá yên ấm luôn. Quý vị coi chùa mình hiện tại mỗi ngày gần 600 người trong chùa, rồi ba điểm bên kia là khoảng 1.500 người nữa, là mỗi ngày 2.000 người, hơn 2.000 người ở trực tiếp trong đây. Quý vị coi vậy mà ngày nào những đức cũng vui cười được hết chứ, ngày nào cũng vui được hết chứ. Quý vị coi cái điều này tại sao những đức thường nêu lên hoài, vì những đức muốn nói lên cho tất cả những người một gia đình mà một hai đứa con. Quý vị khổ chi dữ vậy? Cái khổ của quý vị là gì? Mình không có thấy mình đủ, không có thấy mình đủ chút nào. Thấy người ta, dạ, chồng người ta vừa mua cho người ta được bộ đồ đẹp đẹp, là mình về mình nói, anh con nhỏ nhà kế bên chồng mới mua bộ đồ đẹp thấy ghê. Tôi thấy tôi làm vợ ông mà sao không thấy, không thấy mua đồ đẹp cho tôi. Chồng cũng nói, tôi mà không mua thôi, tôi mua cho bà thấy. Xong cái mai cố gắng đi làm, có khi nghe vợ nói gì, làm có tiền đi làm tầm bậy để kiếm tiền để mua đồ cho vợ, thì thấy nó khổ chứ. Bây giờ mà biết tu, gặp vợ mà biết tu rồi thì nó bận đồ bình thường. Chồng mà mua đồ xinh xịn nó thôi thôi, mua đồ đơn giản thôi, miễn sao vợ chồng hạnh phúc được rồi, có thời gian về nhà ăn cơm, vợ chồng cùng ngồi ăn cơm chung với nhau nè. Ở đâu vợ mình nấu cơm cho mình ăn, hỏi ăn cơm ngon không, nói trời cơm của em nấu mà sao cũng ngon. Hiểu chưa? Mình nói lên câu nói cái gia đình mình nó hạnh phúc gì đâu á chàng. Còn cái này giàu nhưng mà vợ thì bưng tô mì, chồng thì bưng tô phở, ngồi đâu ăn không? Có khi đi làm vợ mình ngồi ăn cơm với đồng nghiệp, chồng mình ăn cơm với đồng nghiệp, ít có bao giờ được ngồi ăn cơm chung với nhau. Quý vị thấy á, cái xã hội phát triển nhưng con người lại xa nhau. Ngày xưa người ta tuy nghèo nhưng gia đình người ta được ngồi bên nhau ăn cơm. Còn bây giờ mình lao đi kiếm vật chất mà vợ chồng ít bao giờ được ngồi lại với nhau. Có khi nó không có buổi cơm gia đình, với cái vợ mình nó biết hết biết nấu ăn luôn. Mình đi về cái vớt mình tô mì ăn viết mặt mày mụn không. Khổ tới ghê, thấy chưa? Nên chùa mình vì sao mà da mặt ai cũng đẹp, vì người ta ăn cơm, ít có ăn mì. Thấy không? Bây giờ quay viên coi da mặt ai cũng đẹp, mấy vị coi da mặt nhân đức cũng đẹp, nhìn đi. Đúng không? Rõ ràng. Bây giờ cái cô dưới nhìn lên nhìn như đức đẹp không? Đúng không?
chưa? Từ đó đó vì sao? Vì tôi đâu có ăn mì. Nên những đức nói rằng cho quý vị nghe, đời người ngắn ngủi lắm, hiểu không? Nên từ nơi đó mà chúng ta nên sống trân quý những thời gian được sống với nhau. Đừng có để cho một ngày nào xa nhau lúc đó hối tiếc, vì cuộc đời vô thường lắm, hiểu chứ? Đơn giản thôi mà được sống với nhau. Vì thấy không, chùa của mình sống động vô cùng, ngày nào cũng cười, sáng cái là thấy cười, thì lên tu thì được ngủ. Lên tu có ngủ mà, đúng không? Hồi sáng những đứa ngồi niệm Phật ở đây, kế bên có ông thầy, những đứa cảm giác như là cái bóng gì đâu mà nó gục gạch gục gạch. Mình đang niệm Phật mà nó hồi kệ nó gục gạch kệ nó, mày cứ để ý làm chi không biết, vọng tưởng du dơ hoài. Mà cứ thấy nó gục gạch cái tâm kia nó kêu mày nhìn thử cái coi cái gì. Cái đầu cái tâm khác nói nè, thôi mày tào lao mày cứ niệm Phật đi. Mày niệm Phật lo niệm Phật đi, mày cứ nhìn cái bóng chi mất công mệt đi. Cái tâm kia nó nói mày nhìn đại con gái đi rồi mày niệm Phật. Lúc đó tự nhiên nghe nó kéo mình, cái mình nói thôi kệ nhìn thử. Quay qua thấy ông thầy ông gục gạt ông ngủ. Nói à vậy mày thấy rồi đó, mày lo niệm Phật đi nghe. Cái quay lại niệm Phật, thấy không? Nó lên niệm Phật một chút mà nó an định gì đâu. Có nhiều người ta ngoài đời nằm xuống mà tự gác tay lên trán hoài không ngủ, mà chùa mình mà lên đông như vậy mà ngồi mà nó còn ngủ. Thì quý vị biết cái sự an định, cái sự an lạc của cái người trong chùa mình cỡ nào chưa? Có cái bà đó, bà lợi bà nghe Pháp, bà lợi bà nghe Pháp, bà nói dạ thưa thầy, con á, từng chủ nhật nào cũng đến nghe thầy giảng. Thầy biết không, ở nhà con không bao giờ ngủ nghe gì được đâu thầy, nhưng mà mỗi lần con lỡ con nghe thầy giảng là con ngủ ngon, đừng có nói. Xong những đứa nói ờ à, vậy thì bà mỗi tuần bà cứ lỡ đây bà nghe để bà ngủ. Nó tờ ơi, bà công nhận đặc biệt thì sao bà lỡ đây bà nghe Pháp mà là bà ngủ không? Nó nói dạ thưa thầy, tính ra nửa năm nay con chỉ ngủ ngon được là cái thờ nghe thầy giảng đó. Đúng là nghe câu này nói mà nếu mà trong lòng mà nó không thoát được chắc giảng hết nổi. Nói là nửa năm nay bà ngủ ngon nhất là bà được nghe mình giảng Pháp, là mỗi tuần chủ nhật gần 2 tiếng. Bà nói là bà nằm 2 tiếng đồng hồ bà ngủ ngon lành. Thì quý vị thấy cái bình an đó cỡ nào chưa? Nó, người trong chùa mình mà quý vị coi, nằm xuống là ngủ, đừng có nói nằm ngồi cũng ngủ. Thì đúng là cái sự bình an của chúng ta nó quá nhiều, nên nó chỗ nào nó cũng an định được. Nên coi câu kia câu lợi có nói những đứa có nói dạ thưa thầy, con mỗi lần con lên con niệm Phật là con cứ ngủ gục, con xin sám hối với thầy. Những đứa nói có gì đâu sám hối, lên ngủ thì sức định nó sâu, thức thì nó còn nhiều vọng tưởng, nhưng mà khi nó ngủ rồi đâu có vọng tưởng gì đâu. Bị công nhận không? Khi bị ngủ đâu có chút vọng tưởng gì đâu, đúng không? Nên ngủ là định sâu nhất. Nhưng quý vị nhớ nha, tuy ngồi trong ngôi nhà Tam Bảo vậy đó, dù là buồn ngủ nhưng ngồi trong đây là một nhân duyên cực kỳ lớn. Cái nhân duyên này, cái bài chia sẻ này nó đến nỗi mà nó để mãi mãi, và bao nhiêu con người ta chia sẻ ra được nghe. Có khi mấy chục ngàn người, cả trăm ngàn người người ta được coi. Mọi vị được ngồi trong đây là vì kết duyên với 100.000 người coi. Cái duyên ngồi nghe Pháp lớn cỡ nào chưa? Cái duyên và cái phước của ngồi nghe Pháp cực kỳ lớn. Nó, tuy là những điều người ta nói đơn giản thôi, nhưng mà nó giúp cho quý vị giải tỏa tâm tư. Bởi vì rất là vui, những đức nói chuyện, những đức giúp quý vị vui. Mà cái cách nói chuyện của những đức là nó dẫn dắt nỗi buồn quý vị tan biến. Nên tại sao từng chủ nhật nào người ta cũng đi đến đây mấy ngàn người ta nghe Pháp, người ta phải an lạc thì sao chứ, hiểu không? Đó nên mỗi một con người mình khi gặp Phật Pháp, Phật Pháp là một nền giáo dục đặc biệt dữ lắm. Phật Pháp là một nền giáo dục. Nên mỗi một con người mình được ở trong cái giáo Pháp của Phật là mình thấy mình hạnh phúc lắm.
Nên trong kinh Đức Phật nói gì nè, thân người khó được, Phật pháp khó gặp. Mình nghe câu này cái mình mừng, đừng có nói nữa. Tại vì sao? Thân người khó được, Phật pháp khó gặp. Khi Đức Phật còn tại thế, Đức Phật ở kỳ viên tịnh xá, Đức Phật nắm một nắm đất, xong Đức Phật buông nắm đất xuống. Đức Phật hỏi đệ tử bên cạnh rằng: này các con, nắm đất ta cầm lên và buông xuống, ta hỏi các con, đất ta buông xuống nhiều hay đất dính trong đầu móng tay ta nhiều? Thì đệ tử của Đức Phật: dạ bạch Đức Thế Tôn, đất mà Đức Phật buông xuống nhiều, đất dính trong móng tay ít dữ lắm. Thì Đức Phật nói rằng: chúng sanh được thân người và chết đi và mất thân người thì giống như đất mà ta buông xuống, còn chúng sanh mà trở lại có thân người thì giống như đất mà dính trong đầu móng tay của ta. Thấy không? Thân người khó được dữ lắm, mà bây giờ được thân người mà lại gặp Phật pháp. Nếu như một con người mà có thân người mà không gặp được Phật pháp, vậy thì cuộc đời con người mình sẽ mấy chục năm ngắn ngủi đi qua. Nên những đức từng nói câu nói: ngoảnh nhìn cuộc đời như giấc mộng, được mắt bại thành bỗng quá hư không. Quý vị coi bao nhiêu bà già ngồi đấy, nhớ hôm nào cũng là một cô gái trẻ. Có nhiều bà già đấy, bà đẹp lắm, đâu phải bà già nào cũng xấu. Năm xưa cũng là một cô gái trẻ, tóc dài tha thứ, ngồi trên cái cầu khỉ tóc. Có mà có nhiều cụ đây đã từng ngày xưa mà ngồi về cầu mà, kiểu mà cái cầu ở dưới sông, mé sông á, tắm rồi bắt đầu là xỏ mái tóc dài qua một bên. Xỏ tóc dài qua. Rồi xong bắt đầu có khi cầm cái đuôi tóc lên, bắt đầu cầm á. Thấy không? Nhìn tóc của mình á, thấy không? Nhìn tóc rồi bắt đầu là gọi đầu ha. Thấy chưa? Thấy cảm thấy mình đẹp, rồi tóc mình lại đẹp. Cái người phụ nữ gì cảm thấy mình hãnh diện bản thân mình và tự hào với bản thân mình và tự tin với bản thân mình. Đẹp quá. Rồi bao nhiêu chàng trai chạy xe qua lại ngoài đường, nhìn xuống cô gái đang tắm ngồi trên cầu khỉ. Bao nhiêu chàng trai chách lưỡi hít hà, ước gì cô gái này sẽ là vợ của mình hết ta. Nàng thiết là đẹp, thấy không? Nhưng mà cô này không nhìn một chàng trai nào, vì chưa gặp duyên, chưa gặp nợ. Đến một ngày nọ, có một chàng trai đến gõ cửa trái tim. Đúng không? Đúng không? Gõ cửa trái tim mà, đúng không? Gõ cửa trái tim đón em vào lòng. Thấy chưa? Gõ cửa trái tim bắt đầu là duyên nợ đến rồi. Nhưng mà duyên nợ này nó không được thuận đẹp gì mấy. Bao nhiêu chàng trai đeo đuổi thương yêu nhưng không có duyên có nợ. Cô gái này không chọn. Nhưng cô gái này lại thương một anh chàng từ ở một cái vùng cao nguyên xa xôi nhiều giờ. Gặp nhau và thương nhau. Cuối cùng đến với anh chàng. Càng sống với anh thì cô nàng càng khổ. Khi sanh con khổ, đủ chuyện khổ. Nhớ lại ngày nào đó, mình là một cô gái trẻ đẹp, bao nhiêu chàng trai theo đuổi quý thương, mình không chọn ai, mà tại sao mình lại chọn người chồng này? Cô cứ đặt câu hỏi. Đặt câu hỏi gì sao kỳ như vậy? Sau này khi cô may mắn thay, nghe được những đức chia sẻ Phật pháp. Cô mới thấy đúng là duyên nợ. Duyên nợ. Xong nghe những đức nói rằng: con quan gia đến gõ cửa trái tim, nó không bao giờ để hai chữ quan gia trên trán đâu cô à. Nếu nó để hai chữ quan gia trên trán thì mình bỏ đi rồi. Chứ có ai con quan gia nào mà đến mà nó gõ cửa trái tim mình mà nó để hai chữ quan gia đâu. Nó đều làm những điều dễ thương, dễ mến. Có nhiều cô mà nói rằng là lấy được anh thì khổ cỡ nào cũng chịu. Lúc thương á, cha mẹ nói thằng này tao thấy không có được nghe mày. Xong cô nói: được, được lắm. Cha mẹ không hiểu ảnh bằng con đâu. Con thấy được lắm. Thấy chưa? Tại vì sao? Vì con quan gia nó phải dùng cái cách gì?
nó phải nỉ nê, nó nói chuyện ngọt dịu, nó dễ thương. Đi mưa gió nó cũng đi mua đồ ăn, nó đem lên cho ăn. Quan gia mà, nó phải mua đồ ăn, đem lên cho ăn, rồi nó mua trà sữa chú. Nó mua quà. Có khi mà sinh nhật của cha mẹ nó mà nó không bao giờ nhớ, mà nó nhớ sinh nhật của mình. Chỉ cần nói một lần thôi là bắt đầu nó ghi vô vạt áo để nó nhớ. Nó về nó ghi vô tường để nó nhớ ngày sinh nhật của người yêu. Thấy chưa? Cái con quan gia nó làm như vậy, nó làm mọi cách để cho mình thương. Mình thương đến mức mà lâm ly bi đát. Lúc đó rồi bắt đầu nó mới chỗ bộ mặt quan gia. Nó mới đưa cái mặt nó ra, nói tao là quan gia. Thấy không? Nhiều lắm. Đúng không? Rồi tự nhiên ngày tháng đi qua, tuổi già đã đến. Nè, mấy bà cụ già nè, ngày tháng đi qua, tuổi già đã đến. Già rồi, bây giờ nhìn lại, bây giờ mấy bà cụ mình là tóc chỗ lũi hết rồi. Đúng không? Hồi đó mà những đức kêu mà cạo đầu đó, có nhiều bà cụ có nói vậy nè: thầy ơi thầy, có thể để cho con giữ mái tóc này được hay không thầy? Mái tóc này có gì mà dữ dằn vậy mà bà phải giữ? Bà nói là dạ thưa thầy, mái tóc này là kỷ niệm ngày xưa. Kỷ niệm ngày xưa đó thầy. Nó kỷ niệm nhưng mà dữ dằn quá à. Còn nhớ có những đêm trăng. Ông chồng con ngồi bên cạnh của con, ông cứ vuốt ve mái tóc, ông khen mái tóc nàng đẹp quá. Dù bây giờ ông đã chết rồi, nhưng con muốn giữ mái tóc này lại để làm kỷ niệm, mỗi khi nhìn tóc như nhìn thấy ông. Thì xong những đức nói rằng không có được đâu bà cụ. Bây giờ mà bà mà cứ giữ gì hoài thì bà không có siêu thoát đâu bà cụ à. Thôi bây giờ việc gì qua cho nó qua đi. Ngày xưa mái tóc ổng vuốt thì còn đẹp, nhưng mà bây giờ những đức nhìn mái tóc mà giống đuôi chuột quá. Nó leo que có mấy cọng. Không, nói thiệt, lúc quý vị còn trẻ tóc quý vị nó đầy đủ sức sống, nó nuôi cái năng lượng tóc quý vị nó đầy đủ. Nhưng mà sau này càng già tóc nó rụng lại, nó còn nhỏ quét như đuôi chuột, có mấy cọng leo que mà khô gan cằn cỗi lắm. Nên những đức bắt buộc bà phải cạo. Nó nghĩa là chịu một tuần lễ. Có nhiều bà già nói: dạ thưa thầy, hãy cho con để một tuần nữa. Hỏi bà làm gì? Để con tưởng nhớ đến ông. Một tuần sau, trời ơi, cắt mà bà rơi nước mắt. Khi cắt tóc xong rồi, nửa tháng sau bà gặp những đức, bà nói: cảm ơn thầy. Hỏi sao vậy? Cạo đầu xong mát quá. Thấy chưa? Đó, thấy không? Cái câu nói này có dụng ý cực kỳ sâu luôn. Khi còn giữ một những cái kỷ niệm đã qua, khổ đau của cõi lòng, mà ôm lấy những kỷ niệm đó để làm cho mình chắc chứa sự khổ đau, chỉ vì một cái mái tóc mà tưởng nhớ để làm mình khổ đau và bị trói buộc. Nhưng khi bà gọt mái tóc rồi, bà mới thấy rằng bà đã buông xuống những cái kỷ niệm khổ đau đó. Nên bà thấy bây giờ nó mát mẻ. Nó mát cái bên ngoài chưa ăn thua đâu, mà bây giờ tận đáy lòng bà đã được mát. Này mới quan trọng. Nên rõ ràng thấy chưa, ngoảnh nhìn cuộc đời như giấc mộng, được mắc bại thành bỗng hóa hư không. Con người trong cuộc đời này có thịnh có si, có những lúc mình vô cùng là thịnh vượng, nhưng có những lúc mình rất là si. Quý vị coi trong cái cuộc đời này có những người rất là giàu, và có những người giàu đó rồi lấy quay nghèo đó. Mình thấy rõ ràng hết chứ. Nên cái hạnh phúc lớn nhất của chúng ta bây giờ là gì? Được nghe đạo nè. Mình mỗi ngày được nghe đạo, mình được vui nè. Mình biết trân quý những giây phút mình được ở bên nhau nè. Ngoài đời thì vợ chồng biết trân quý nhau, tin tưởng nhau mà sống. Chứ vợ chồng sống với nhau mà còn không tin tưởng nhau nữa, sao hạnh phúc đấy? Có nhiều người hỏi những đức: xin thưa thầy, thầy trả lời giùm, kiếm tiền nhiều mới đi đến hạnh phúc hay hạnh phúc rồi mới đi kiếm tiền? Những đức nói rằng hạnh phúc trước, kiếm tiền sau. Nhớ, vì hạnh phúc là đoàn kết, đoàn kết mới thịnh vượng. Còn kiếm tiền trước, tiền có nhiều mà chưa hạnh phúc thì dùng tiền để ăn chơi hư hỏng. Nên vợ chồng có khi có tiền, vợ chồng lại chia tay. Nên trước nhất phải gây dựng một gia đình hạnh phúc, đồng lòng. Nó nói đồng lòng tác biển đông cũng can. Đúng không? Đó, đồng lòng tác biển đông cũng cạn.
Đa phần con người bây giờ là có góc độ của họ nghĩ như thế nào? Kiếm tiền giàu rồi mới hạnh phúc. Sai lầm hoàn toàn. Có khi có tiền rất nhiều nhưng mà lại mất đi hạnh phúc. Có tiền rất nhiều mất đi hạnh phúc. Vì thấy mình đây có tiền gì đâu, mà ngày nào mình cũng sống với nhau hạnh phúc. Mà không phải là vài ba người, mà là vài trăm người, mấy ngàn người mà hạnh phúc. Ai cũng cười nhiều. Có nhiều bà cụ già đây, 70 mấy, 80 tuổi, 80 mấy tuổi, mà nhìn thấy trẻ chung. Là vì sao? Vì cái tâm các cụ an lạc vui vẻ. Tất cả những điều những Đức nói đây, nó quy gom vào cái việc mà mình khi phát tâm đi tu, mình phải nhận thức được con đường này của mình đi. Phải nhận thức được. Khi nhận thức được rồi thì mình tu không bao giờ mình bỏ cuộc. 100% mình không bỏ cuộc. Mình nghĩ ngoài đời mình làm được gì đâu, như bản thân như Đức ngoài đời nè. Trời ơi, xấu, hô, nghèo, học dở. Nó nghĩa là không có một điểm luôn. Nói bù, không điểm, bù nghe không? Học lớp 3 ở lại 9 năm. Cuối cùng ra trường sớm. Đi làm gì? Giác bao. Ghê không? Được cái gì đâu. Vậy đó. Mà khi đi tu, mà bây giờ lại ngồi đây nói chuyện với quý vị, thì từ nơi đó thấy rõ ràng rồi. Phật Pháp cho mình một lý tưởng, cho mình một tư tưởng sống đặc biệt. Ngày xưa ngoài đời chỉ cần ngày nay có một kết bia là thấy ngon. Đi làm mà chiều mà có vài chai bia Sài Gòn đỏ là đặc biệt ngon. Có thêm dĩa cánh gà chiên nước mắm nữa thì vô mắt. Đây là quá đẹp, và quá đẹp của ngày hôm nay rồi đúng không? Vậy coi, con người nghĩ như vậy thôi. Rồi cuối cùng chết đi đỏ lạ. Bây giờ mỗi ngày sống có ý nghĩa trong cuộc đời, sống làm những việc ý nghĩa, ngày nào cũng được vui. Và cuối đời lại hướng đến chỗ giải thoát nữa chứ. Nên con người sống phải có một lý tưởng. Nên các cháu nhỏ con nhớ này, con người sống phải có lý tưởng. Mà phải nhìn nhận lý tưởng rồi phải quyết tâm thực hành cái lý tưởng đó. Khi những Đức mà coi câu chuyện của Bác Hồ khi còn trẻ, Bác Hồ thấy cái lúc đó đất nước của mình khổ quá, bị giặc giả đô hộ khổ quá. Đức Phật rủ một người bạn tên Lê, Đức Phật, không phải, Bác Hồ với nó lục. Đức Phật quen rồi vậy, nó Bác Hồ đó, Đức Phật. Nghĩa là Bác Hồ rủ một người bạn tên Lê, thấy không? Bạn ơi, bây giờ chúng ta đi tìm đường cứu nước, bạn dám đi không? Mà tư tưởng Bác Hồ mạnh kinh khủng, rất là mạnh. Người bạn tên Lê đó không ghen, nhưng mà nghe tư tưởng của bác mà bị ảnh hưởng. Ảnh hưởng luôn. Rồi xong, người bạn nó hỏi, như vậy chúng ta đi cuộc sống như thế nào bạn? Rồi làm sao? Bác Hồ đưa hai bàn tay ra. Đấy, bàn tay, ta có bàn tay mà, có khối óc, có đôi tay, sợ gì? Đi đến đâu làm đến đó, học đến đó. Tìm cái những tư tưởng đặc biệt nhất để nhất định phải cứu nhân dân thoát khỏi cái cảnh lầm than khổ cực. Vậy mà người bạn nghe bị ảnh hưởng hứa đi, nhưng cuối cùng người bạn nó không đi. Bác Hồ đã có tư tưởng, có quyết chí, bạn không đi, tôi đi. Quý vị coi, phải rõ ràng Bác Hồ làm được không? Bác Hồ nói rằng có công mài sắt có ngày thành kim. Từ nơi đó con người mình khi đã chọn lựa một cái gì rồi là làm cho bằng được, quyết tâm phải làm. Từ khi gục ngã thì thôi, còn khi làm là phải làm tới luôn, vậy thì sẽ thành công. Như bản thân những Đức học lớp 3, sao mà giảng pháp, cuối cùng những Đức thấy người ta giảng pháp, những Đức lấy cái bàn ngồi một mình, lấy cái máy quay phim cùi đặt quay, xong ngồi nói chuyện một mình, nói cũng la cứ khơ đại. Quay lại rồi coi lại rồi điều chỉnh lại, điều chỉnh lại, điều chỉnh lại. Rồi nói chuyện với một hai người từ từ. Vậy mà từ từ giờ lên đây ngồi nói chuyện luôn. Kinh khủng không? Rồi nhìn những người giảng pháp, cách giảng người ta sao, học lớp, học từ từ. Vậy mà bây giờ trên mạng, những Đức giảng người ta nghe đầy trên đó chứ. Rồi máy niệm Phật, rồi máy nghe pháp truyền tải khắp nơi nơi. Nghe nói thứ sáu này có cái ông ở công ty bên nước ngoài, mà ông đặt máy nghe pháp, máy niệm Phật, mà ông về tới Việt Nam, ông đến chùa mình,
Là mục tiêu ông đi đến đây là ông đến gặp mình. Tại cái lượng máy nghe pháp, máy niệm Phật của chùa mình đặt nhiều quá. Ông đến, ông coi thử coi ở đây sao mà máy nghe pháp, máy niệm Phật đặt dữ. Cũng như gọi là khách hàng quý vị. Nên từ nơi đó mà quý vị biết cái lượng máy niệm Phật, máy nghe pháp của chùa mình mà nó phát triển mạnh cỡ nào chứ. Mà con người này ngày xưa là cái gì? Là một con sâu rượu, một con người hư hỏng, con người không có trình độ mà lại còn hô nữa, xấu dã man, xấu kinh khủng, không tưởng tượng được. Nên từ nơi đó mà những đức mà khi nói chuyện ai cũng thấy mình có cơ hội. Tại quý vị hơn những đức quá nhiều, hơn những đức mọi mặt, học thức cũng hơn, mà người nhìn cũng đẹp hơn, rồi nói chuyện dễ thương hơn. Bây giờ những đức còn làm được gì quý vị? Làm gì làm không được, chỉ do bản thân mình sự chọn lựa dễ thay đổi. Nếu như sự chọn lựa mà quyết tâm thì có cái gì mà thất bại. Giống như những đức ngày xưa đi lên thành phố làm là 11 năm làm một chỗ, làm hoài một chỗ, ai đổi kệ, cứ làm một chỗ. 11 năm xong 29 tuổi gặp Phật Pháp. 29 tuổi gặp Phật Pháp là chọn tu tịnh độ, là niệm Phật niệm tới bây giờ gần 15 năm không thay đổi luôn. Do không thay đổi mới có cơ hội thành công. Con người mà sống núi này trong núi nọ, làm cái này nghĩ cái kia, con người này không bao giờ thành công. Thí dụ như giờ các cháu sau này đi học đi, các con đi làm, các con có năng lực một chút, các con làm công ty kia, tăng tiền lên chút là các con bỏ công ty này chạy qua công ty kia, thì cuộc đời các con đố mà có cơ hội thành công việc lớn. Các con chỉ kiếm được chút tiền, chứ các con không có cửa mà có được cơ hội đâu. Con người mình sống cái trình độ nhìn phải sâu kìa. Đừng có nhìn đồng tiền một chút, hãy nhìn cơ hội của cuộc đời nó mới hơn. Nên con người nó phải có lòng tin, phải duy trì được lòng tin cực kỳ cao. Khi làm một cái gì phải quyết tâm làm cho tới. Ví dụ như các cháu nhỏ nhỏ nó muốn vô chùa nó tu, cha mẹ không cho đi tu vì cha mẹ thiếu lòng tin với các con. Các con hãy chứng kiến, các con hãy chứng minh đi, hãy chứng minh là mình làm được đi, thì ai cản các con. Bây giờ mình vừa phát tâm đi tu, nói mấy câu là mình dao động tâm liền vậy đó. Mình hãy chứng minh mình làm được đi. Cha mẹ mình là do không tin mình, nên từ nơi đó mới cản con đường của mình. Chứ nếu như mà mình làm được, không có ai cản con đường mình hết, không có ai cản đâu. Những đức ngày xưa nghèo như vậy nè, mà đi tu mà nhà những đức còn cản, nghèo xấu hô, không có được một cái gì, nhưng mà đi tu mà cũng cản nữa. Những đức hỏi lại, trời trời, ngày xưa Đức Phật có Thái tử đi tu, vua Tịnh Phạn cản, vì Thái tử đặc biệt quá. Còn tôi thì tôi quậy muốn banh cái xóm này, tôi đi tu cản chi. Hồi xưa tôi ở cái xóm này, năm nào tôi về ăn Tết tôi cũng chửi rủa cho chết phước cho rồi. Vậy bây giờ tôi đi tu mà cản tôi làm gì? Cái người thế gian nó kỳ cục, nó nghĩ rằng là đi tu là tiêu mạng rồi, nên nó cản mình. Rồi xong mình hỏi lại, bây giờ cản tôi rồi đem tôi về nuôi được không? Im ngu. Hỏi gì cản tôi chi vậy trời? Tôi quậy một bánh cái xóm này để tôi đi tu đi cho đi. Xong có anh bạn nói, trời ơi Hiền ơi Hiền, em quậy ngoài đời thì được, chứ em vô chùa mày quậy bánh chùa mất không? Thôi thôi quý vị coi á, đúng ra mình quậy vậy thì mình đi tu thì mừng, kêu mình đi đại đi, để cái xóm làng này đỡ lên, đỡ một thằng ác, đúng không? Cứ cũng cản nữa, ngộ ghê. Nó thôi 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 mấy ông cha ơi, để tôi đi tu phước cho rồi đi tàu là tàu. Cản tôi chi không biết, rồi tôi ăn nhậu tôi hư hỏng dữ lắm. Nó chạy chiếc xe cùi mà tôi móc bô nổ ầm ầm cả xóm. Cái xe thì muốn rụng bánh, mà đi ra tiệm kêu nó móc cái bô. Bữa nào 12 giờ trưa tao đang ngủ chạy ra nẹt bô. Hư vậy đó mà đi tu cũng cản nữa. Mình nhờ mình quyết định mình đi tu. Ở vậy mà đi tu tới ngày hôm nay. Bây giờ bao nhiêu người dưới quê lên, dưới Hoa Âm đợt này lên gần 300 người lên. Mỗi lần gặp hồi xưa gặp mình á, đừng có nhìn nó, ghê lắm. Đừng có nhìn nó, đang ngồi ăn, đang ngồi nhậu đồ này kia, mình đi ngang thôi đừng nhìn nó, trời ơi đừng có nhìn, đừng có nhìn. Đừng có nhìn, mình lại bước lại hỏi ai kêu tôi ị. Trời trời,
có ai kêu đâu ông ơi, ông có ai kêu đâu, tại sao vậy, tôi sai quá thôi phạt ly đó. Thì coi kinh khủng vậy đó, người này có ra gì đâu. Còn rồi ơi sau này cuối cùng lên thành phố làm, kể hoài cho biển nghe mà mỗi lần kể là mắc cười. Kể là để cho những cái người mà nghèo mà chảnh này suy nghĩ lại đi. Nghèo lên thành phố làm có dư gì đâu, Tết mượn 3 tháng lương gì ăn Tết. Mà mượn 3 tháng lương xong bắt đầu là mua, thấy người ta bận cái quần jean thì thôi, quần jean hiệu không mua nổi, thôi ra mua cái quần jean nó ớp màu, nó nhợm màu, quần jean dởm á, nó nhợm màu. Rồi thấy người ta đeo cái đồng hồ màu vàng vàng hồi xưa xịn xịn á, ra mua đồng hồ nhái gì gan vậy luôn mà chỉ có 25 ngàn à. 25 ngàn à. Rồi thấy người ta bận áo vậy cũng mua y gan vậy mà toàn đồ dởm hết. Xong thấy người ta mang cái mắt kiến đẹp quá, cũng muốn làm màu mè giống người ta, mua cái mắt kiến đeo vô, mà gặp cái mắt kiến dởm đâu có thấy đường đi đâu. Kinh khủng vậy đó. Rồi chạy xe mà không thấy đường, thấy người ta đeo cái mắt kiến, người ta đeo xong người ta đưa lên đầu người ta, cũng làm xạo giống người ta đeo mắt kiến đưa lên đầu. Thấy không? Về quê là lúc nào cũng là đi bằng đêm, sáng có mặt tại nhà là vì có tiền. Có tiền thì sáng cho người ta thấy. Mà mới về có tiền là bản đồ ngon lắm. 3 ngày sau, 3 ngày sau thì đâu dài bị bung. Một cái đồng hồ gãy kim, cái đồng hồ có 25 ngàn, đồ đạc te tua hết, lúc đó mới lôi quần đùi ra bận. Về là sáng có mặt ở nhà, nhưng đi toàn là đi bằng đêm. Vì sao? Vì nó hết sạch tiền luôn, sạch sẽ tiền bạc. Mà lúc nào cũng là khi mà có tiền là xạo dữ lắm, đâu dài dởm. Nhưng vậy mà ngồi xong kêu đánh dài, thấy người ta giàu á, ta ngồi rồi nó đưa dài cho đánh dài, mình cũng ra vẻ. Mà mắt kiến đen mà có thấy đường cái gì đâu. Mỗi lần mà nhìn ai là đưa mắt kiến lên vậy nè. Xong để lại, ôi trời, nó xạo kinh khủng luôn. Xong kêu đánh dài, lỡ đánh giùm đâu dài coi. Cái cũng thấy người ta vậy, lột đâu dài ra, à, dế thì mới mua, trời ơi, mang đại nó một hai bữa. Xong nó đưa đâu dài, đánh nhẹ nhẹ, đánh hư đâu tề rồi chết vô. Ồ, đồ thấy ghê không quý vị? Nghèo mà muốn làm giàu, không có một cái thứ gì chứ. Thấy khổ, thấy ghê không? Đây nè, bệnh nè, bệnh nghèo mà muốn làm giàu không nè. Sau này đi tu mới biết ra, trời là trời, thì ra như vậy là khổ. Thì ra như vậy là khổ. Nên bây giờ rõ ràng đủ sống là vui nhất. Thấy chưa? Đủ sống là vui nhất luôn. Nên Nhân Đức nói với vị nghe, nghe vị hãy sống đơn giản đi là quý vị hạnh phúc mà. Nhân Đức nói đơn giản là hạnh phúc. Nhân Đức nói người trong chùa mình là có quá có phước. Ngày nào mình cũng vui, ngày nào mình cũng sống thiện nguyện, ngày nào mình cũng sống ý nghĩa, chứ con đường này đặc biệt rồi. Nên ai mà muốn đi tu là chọn con đường này không có sai, nhưng phải chọn mục tiêu. Mục tiêu là cái quan trọng. Ví dụ mình ở đây mình phục vụ mọi người, mình nuôi người già, mình vô mình tu mình có cái việc làm để mình nuôi người già, mình làm việc thiện nguyện, mà vô đây người ta lo cho mình hết, mình khỏi cần phải đi kiếm tìm cuộc sống chi. Đó, cái chỗ gì thì mình chọn đi tu. Chọn đúng rồi. Mà tương lai cha mẹ mình già mình cũng đưa vô đây mình nuôi được luôn nữa. Mạnh dạn con nuôi được cha mẹ con. Nó vậy thì con đường này mình chọn là đúng rồi. Bây giờ dù cha mẹ không cho, nhưng mà mình đi con đường này sau này mình nuôi cha mẹ đó. Mình đi con đường này mình nuôi cha mẹ. Nên những đức nói rằng những người mà có vợ có chồng ngoài đời, mình lấy vợ mình thì mình nên thương cha mẹ vợ, vì nhờ cha mẹ vợ mà mới có vợ. Mình lấy chồng mình thì mình thương cha mẹ chồng, là nhờ cha mẹ chồng mới có chồng. Chứ mình đang có chồng đây ở đâu nó lòi ra. Không lẽ trong cục đá nó chui ra. Bây giờ con vợ nó ngồi kế bên, ở đâu nó ra. Mà không thương cha mẹ vợ, mình thương nó không à. Em con chết. Người gì con em này nó đâu rồi, con em này ở đâu ra. Nè, mình làm vợ mình hỏi anh nhìn em đẹp không. Đẹp. Vậy đẹp này ở đâu ra.
từ mẹ cha ra. Nên anh thương em phải thương cha mẹ em. Hiểu chưa? À, rồi người chồng nói, em nhìn anh có đẹp trai không? Đẹp. Vậy đẹp trai này đâu ra? Cha mẹ anh cho. Chắc xám này học tập là nhờ cha mẹ lo cho. Bây giờ có anh để em thương, mà em không quý trọng cha mẹ anh, như vậy thì em bỏ gốc. Hiểu không? Em sai rồi. Hiểu chưa? Đó. Còn mình ngồi đây, mình được ngồi đây là ở đâu ra? Được ngồi đây là nhờ Hòa Thượng xây chùa mới được ngồi đây. Đúng không? Không có chùa này mà sao mình ngồi đây? Không có ngồi chùa ở đây mưa gió mình chạy mắt dép hết trơn rồi. Đúng không? Hay ơn nghĩa. Nên từ nó đó cái ơn nghĩa nó quan trọng lắm. Mình ơn nghĩa với cha mẹ hai bên thì con mình nó ơn nghĩa với mình nè. Mình quên ơn bội nghĩa với cha mẹ hai bên thì con mình nó quên ơn nghĩa mình nè. Cái hành động mình sao con mình nó đối xử với mình vậy đó. Mình làm học trò mình nhiệt tình với thầy sao thì sau này đệ tử mình nó nhiệt tình với mình vậy. Con người sống cái nhân cái quả nó 100%, không có sai đâu. Nên sống có tình nghĩa vẫn là hạnh phúc. Những đức nói á, tình nghĩa nó hạnh phúc chứ lắm. Thật sự luôn. Có nhiều người ta không hiểu, ta nói tình nghĩa tỉa nghìn. Gọi là chào nói tình nghĩa nó thua 1000. Ngộ ghê. Nó, tôi ngày xưa không có tình nghĩa tôi có được gì đâu. Bây giờ sống tình sống nghĩa mới được gì nè. Hiểu không? Nên những đức nói với chúng chùa mình, hãy sống có tình có nghĩa đi. Các cháu nhỏ cũng gì nữa các con, hãy sống có tình có nghĩa đi các con. Nghèo cho sạch đất cho thơm, sống nhiệt tình đi. Một đời đi qua mau lắm, nhưng mà mình lại an lạc mình vui, nhiệt tình hết mình. Nó được gặp ngôi chùa này là mình hạnh phúc quá rồi. Những điều như đức nói nó đơn giản vậy thôi đó, nhưng mà áp dụng tới coi mình sẽ thấy mình vui liền à, cuộc đời mình hạnh phúc liền à. Những đức nói thật á, hạnh phúc vẫn là chân quý nhất, chứ đừng có giàu mà thiếu hạnh phúc. Nó mình ở đây biết đủ nghe, vậy là hạnh phúc mà nghe. Những đức hồi đó đi tu không có nhận thức gì sâu sắc hết, nhưng mà người sau này thì có cơ duyên mình nghe được Phật pháp thì mình muốn đi tu phải nhận thức sâu sắc. Hồi xưa những đức thì giống như cái gì cũng không được, nghèo xấu ít học, làm ăn cũng không ra trò gì, hư giết rồi chán thôi. Mình hướng đến Phật pháp chỉ như vậy thôi. Rồi vào Phật pháp thấy Phật pháp đặc biệt quá, sống những ngày tháng có ý nghĩa không. Rồi cứ lằn mò từ từ rồi hướng đến con đường đạo. Rồi càng sống trong ngôi Tam Bảo thấy ý nghĩa. Rồi từ từ mới thấy con đường này đặc biệt quá. Rồi đi miết trên con đường này mới đây cũng được 15 năm. Càng tu học thì thấy nhìn nhận ra rằng cuộc đời con người chỉ vỏn vẹn là lo cho 3 bữa cơm. Bây giờ người tu hay người không tu gì hãy suy nghĩ kỹ đi. Điều để quan tâm lo cho 3 bữa cơm của mình, có được 3 bữa cơm ngày hôm nay thì mong kiếm thêm 3 bữa cơm kế tiếp và để dành. Cứ như vậy mà cả đời con người vì 3 bữa cơm đó hoài, không có gì đặc biệt quá. Mình ở trong ngôi nhà Tam Bảo thì mình lại sống những ngày tháng có ý nghĩa, làm những việc có ý nghĩa. Mà có những việc mình trong đây mình làm ngoài đời mình không có làm được, mà mình làm bằng một cái tâm rất thật sự là hiểu biết thiện nguyện. Mình làm được bằng một cái tâm thiện nguyện thì cũng là 3 bữa cơm đầy đủ, sống vui mà lại có phương hướng, lại có ý nghĩa.
lại hướng đến mục tiêu giải thoát. Nó rất là đặc biệt là mỗi ngày vẫn là ăn cơm mà lại được ăn chay. Không có ăn chơi như người ngoài đời mà cũng vui, mà vui đặc biệt nữa chứ. Rồi lại làm được nhiều việc ý nghĩa trong cuộc đời, như bản thân Đức đi tu như Đức mới làm được, chứ ngoài đời có làm được gì đâu. Rồi đặc biệt là nhiều người tin tưởng, quý trọng, thương yêu, nhiều không biết bao nhiêu lần. Nhìn từ góc độ này tự nhiên mình chọn con đường đi tu. Sự chọn lựa của mình nó hướng đến mục tiêu. Thí dụ như Đức nói đây là nói với đại chúng trong chùa, còn những người phát tâm đi tu thì cũng dính ngay họ. Còn những người ở gia đình, có gia đình mà nghe được đạo thì cũng áp dụng được. Chỉ cần quý vị áp dụng Phật pháp vào cái gia đình quý vị, biết đủ thì thường vui. Đừng có lao theo vật chất mạnh quá, mà nó phải đồng vợ đồng chồng mới được. Còn nếu nó chồng muốn mà vợ không muốn, vợ muốn mà chồng không muốn cũng không được. Nhớ, nếu như đồng vợ đồng chồng mà biết cách áp dụng Phật pháp vào cái gia đình thì hạnh phúc dữ lắm. Bây giờ quý vị coi cái gia đình này đông gì mà còn hạnh phúc nè. Cái gia đình này đông gì mà còn hạnh phúc, không chi là gia đình hai ba người. Hai ba người thì nó khỏe quá rồi, nó gọn quá rồi. Mà sợ có người ta nó không có chịu đồng lòng như vậy, không có tin. Bây giờ cái xác thực là trước mắt mình, nhà 3-4 điểm chùa chúng ta 2.000 người, cái xác thực là trước mắt mình quý vị, mà mỗi ngày sống vui, mỗi ngày sống tự tại, mỗi ngày sống an lạc, cái điều này nó quá đặc biệt rồi còn gì nữa. Nhìn nhận rõ ràng lắm, không? Nên chọn con đường đi tu với nhận thức sâu sắc. Một đời người nó cũng là một đời người, nhưng một đời người thì chết đi thì không biết đi về đâu. Còn một đời người thì mình lại có mục tiêu hướng đến giải thoát, mà lại trong cái đời người này mình lại làm được những việc ý nghĩa trong cuộc đời mình nữa chứ. Thấy không? Thấy bây giờ trong chùa mình ngày nào quý vị làm, quý vị đâu có đi lãnh lương đâu, quý vị có cơm ăn không? Mà còn mập nữa chứ, mà còn được ăn chay trường nữa. Đó. Bây giờ những đức hỏi chúng trong chùa mình mỗi ngày, quý vị sống ở đây và ngày xưa quý vị sống ngoài đời, quý vị sống ở đây quý vị cười nhiều hơn hay là ngoài đời cười nhiều hơn? Đó. Ở đây cười nhiều hơn. Nếu như con người sống trong cuộc đời này mà không có nụ cười, vậy thì quý vị có tiền nhiều bao nhiêu cũng vô nghĩa. Tại vì nó nói một nụ cười bằng 10 tháng thuốc bổ, mà mình lại cười trong cái pháp vị của đạo nữa. Mình cười trong pháp vị, trong đạo, không? Nó có niềm vui pháp vị rõ ràng luôn. Đi làm gì thì làm, về cái là nằm ịch ngang là ngủ liền, không có bận tâm nặng nề. Còn người ta ngoài đời, người ta làm rồi người ta còn phải bận tâm nặng nề nhiều thứ, rất nhiều thứ người ta bận tâm. Những đức là người từng trải ngoài đời, những đức biết mà, lo âu đủ chuyện, nhiều thứ lắm. Thấy người ta có bộ đồ đó, cái mình cũng muốn có bộ đồ đó. Thấy người ta có đôi giày đó, mình cũng muốn có đôi giày đó. Mình lao theo mãi. Bây giờ các cô ở trong chùa, cô sống cô thấy không? Đâu có mang guốc cao, guốc gì đâu, dép cắt mỏ, mà cũng cười cười, vui vui, đẹp thì đẹp, kính thì kính, đúng không? Mình ngoài đời khi mình mang đồ này, quần nọ, áo kia, vậy đó mà có khi người ta có kính trọng mình đâu. Hồi xưa nhà Đức ngoài đời sống nghèo mà muốn làm giàu, nó nghèo xảo, nên khi gặp người ta ngồi chơi chung nhưng mà phớt ra người ta cười mình.
nghèo mà xạo. Đó. Còn mình bây giờ mình sống bình thường, không có giàu không có nghèo vậy chứ. Cái này mới đặc biệt nè. Cái danh từ ở trong chùa nó không có giàu không có nghèo. Thí dụ như mình nói chùa mà chùa giàu là cái câu nói có thế gian rồi đó. Mới nói là đúng, là rõ ràng ở trong chùa dùng cái danh từ là không có giàu không có nghèo. Cái này mới ghê nè. Tại vì giàu quá giữ của khổ, nghèo quá thiếu thốn quá cũng khổ. Con này không có giàu không có nghèo, vậy là gọi là đủ ăn. Mà cái người mà biết đủ ăn thì có người này an lạc cỡ nào chưa? Vì đủ ăn, miệng đủ ăn thôi. Cả đời mà đủ ăn thì phải ré rồi. Đủ ăn có nghĩa là đủ xài, đủ ăn, đủ bặn, đủ mọi mặt. Mà biết đủ thì thường vui. Nên trong chùa không có nói giàu hay nghèo, mà là đủ ăn. Đủ ăn là hạnh phúc. Đủ ăn là hạnh phúc. Có hai vợ chồng Phật tử đem lại một số tiền cúng dường. Khi cúng xong, hai vợ chồng vui vẻ vô cùng đi về. Những đức đưa số tiền cho ông Nhuận Ngôn giữ. Ba ngày ông Nhuận Ngôn không có đi ăn cơm. Vì coi á, chúng ta cũng nhìn ra được Phật pháp. Những đức nói Nhuận Ngôn như đó, nó không thấy không? Ông là trách nhiệm. Cái trách nhiệm bây giờ người ta đưa tiền phải giữ đó. Chứ bây giờ ông mà không giữ thì mất tiền sao? Nên ông cũng lo. Tới giờ ăn cơm, bưng cái khay cơm về phòng ngồi mà. Buổi sáng không có đi tu, ngồi ngay ghế đáo niệm Phật. Thấy chưa? Nó nhìn ra rõ ràng luôn. Đó. Người ta có tiền, người ta đi cúng dường, người ta nhờ mình làm Phật sự giùm cho người ta. Người ta làm xong, người ta vui vẻ, người ta buông xuống, người ta hí hơi, hí hửng, người ta đi về. Để lại cho ông thầy trái mìn ôm giữ. Nó thấy chưa? Thì thấy không? Nên Đức Phật vì sao mà ba y một bát tối ngủ gốc cây? Xong Đức Phật đi khắc thực, Đức Phật đi ung dung tự tại. Thì cái ông mà nhà giàu, ông đi theo Đức Phật, nói ông Cù Đàm, tôi không biết ông suy nghĩ cái gì nữa. Nhà của ông giàu như vậy, ông là thái tử, tương lai ông làm vua. Vậy mà ông đi tu rồi bây giờ ông đi ôm bình bát, ông đi khắc thực, không biết ông nghĩ cái gì nữa. Thì sao ông ở nhà ông giàu sung sướng nghỉ ngơi, mà ông đi làm cái việc này làm chi vậy? Ông Cù Đàm sao ông dạy với ông Cù Đàm? Thì Đức Phật ôn tồn, Đức Phật nói một câu: vậy thì ông sung sướng chỗ nào? Nhà tôi to, của cải tôi nhiều, nhà tôi nhiều người hầu. Thì Đức Phật nói: bằng đêm ông ngủ nghe chó sủa, ông có hết hồn không? Vì ông nghe chó sủa, ông sợ ăn trộm vô lấy đồ nên ông hết hồn. Ông luôn luôn lo âu sợ hãi người ta lấy của cải của ông. Rồi người làm trong gia đình ông nhiều nên ông bận tâm. Ông nói nó không nghe, ông lại sân si khó chịu, bực bội. Ông chỉ có cái danh là người ta cho ông giàu, nhưng có khi ông còn khổ hơn người nghèo. Tôi không bị cái danh lợi trói buộc tôi, nên tôi mới sống những ngày tháng vui được. Thì tôi ba y một bát tối ngủ gốc cây, nhưng tôi ngủ rất bình yên. Chó mèo gì kêu la kệ nó, tôi ngủ tôi cứ ngủ. Vì tôi có cái gì đâu mà nó lấy. Không lẽ ăn trộm nó giác tôi đi. Từ nơi đó tôi rất là tự tại. Nghĩa là bậc trí tuệ người ta nhìn ra rõ ràng hết quý vị. Nên những đức nói chúng chùa mình là quý vị hạnh phúc dữ lắm. Hàng Phật tử quý vị nghe đạo là quý vị hạnh phúc lắm. Tại vì sao? Cuộc đời của người mấy chục năm, một hơi thở thở ra không hít vào, cái gì là của mình? Bây giờ ví dụ như mấy đứa đi học này đi, thì ngoài đời nó phải vậy thôi. Đi học mục tiêu là gì? Tương lai. Đi học ra trường phải đi kiếm việc làm. Rồi bây giờ nó phải lập một cái gia đình, có vợ hay có chồng. Rồi nó phải sanh con. Rồi cái sự nghiệp của nó là phải còng lưng để làm kiếm tiền, kiếm tiền để nuôi cho con nó, lo cho gia đình nó.
Cuộc đời của cha mẹ đi sao, cuộc đời con đi theo Iran gì, có khi còn không tròn vẹn được cái việc không nuôi cha mẹ được nữa chứ. Lập ra một gia đình thì lo cho con, lo cho gia đình, không có lo cho cha mẹ được gì chứ. Mà với cái cuộc sống bây giờ mua gánh bán bưng, cuộc sống khổ, khó khăn, kiếm tiền khó khăn. Tuy nói lập gia đình, lập sự nghiệp, nhưng thật sự nghiệp gì đâu, toàn là thấy sự khổ đau chói buộc gì đâu không. Rồi có khi lấy nước mắt chan cơm, gặp chồng quýnh đập, hoặc gặp vợ hung bạo dữ dằn, mình làm cực khổ. Mà vợ nó lo ăn diện không, mà nó không có lo gì cho gia đình. Rồi nó có khi còn chửi cha mắng mẹ mình. Một bên thì cha mẹ, một bên thì vợ, biết giải quyết sao. Có khi bây giờ muốn nuôi cha mẹ, gái cũng muốn nuôi, nhưng mà giờ chồng nó không chịu nuôi. Mà bây giờ chồng không chịu mà mình đưa cha mẹ về thì vợ chồng lại không hạnh phúc. Cha mẹ sống mà thấy con không hạnh phúc thì cha mẹ cũng không có vui. Từ nơi đó thà cha mẹ ra đi để cho con mình hạnh phúc. Khi cha mẹ đi rồi thì con lương tâm lại khó chịu, vì mình vì chồng, vì gia đình. Mà giờ mẹ cha mình lang thang ở đầu đường, xó chợ chỗ nào đấy. Cái cảnh tình đó tự nhiên lương tâm sống cũng không được hạnh phúc. Dù là nói giữ gìn một gia đình, nhưng thật sự nó không được hạnh phúc. Thấy chưa? Cái sự chói buộc một sự nghiệp là gì? Là sự khổ đau không à? Toàn là sự khổ đau không? Những đức thấy rằng từ khi những đức đi tu tới giờ càng tu càng vui. Những đức nói thật là càng tu những đức càng vui á. Ngày nào những đức cũng cười nhiều quá trời luôn. Tuy là công việc những đức rất là nhiều, nhưng mà ngủ những đức thoải mái ghê. Người ta công việc đâu có bao nhiêu đâu mà ngủ mới được. Còn những đức nằm xuống là những đức ngủ, ngủ một giấc ngon lành. Quý vị thấy không? Cuộc đời có người bình an nhất là được hạnh phúc. Nên những đức nói chùa mình không có giàu, không có nghèo, mà là nó đủ ăn. Hạnh phúc nhất của người ta là gì? Là đủ ăn. Đúng không? Đủ ăn cái gì? Nên mình nhận thức để mà mình hướng đến Phật Pháp. Có nhiều đứa nhỏ nó cũng muốn đi tu mà nó không có nhận thức được Phật Pháp. Muốn mà muốn theo giống người ta. Giống như thấy người ta đi tu, mình cũng chạy đi tu tầm bậy. Các con phải nhận thức được con đường của con đi kìa, thì không có ai dao động được các con. Nhận thức được ai dao động được? Cha mẹ kêu mình gì này kia, đồ cha mẹ nói này nói nọ, mình nói cha mẹ cho con cái thân này, nhưng cha mẹ cho con cái quyền, cho con cái quyền để con chọn con đường của con đi. Phải chi mà con đi ăn chơi, con đi quậy phá, điều này không đúng. Nhưng con có một chí nguyện sống những ngày tháng ý nghĩa của cuộc đời. Mà cái việc này cả cha mẹ mình cũng chưa làm nữa. Như thì con đường này mình làm thì mình nỗ lực mình đi chứ. Năm xưa Thái tử Tất Đạt Đa đi tu, vua Tịnh Phạn cũng đâu cho đâu. Thái tử mà có một đứa con mà ai mà cho đi tu. Bây giờ Thái tử muốn đi tu, Thái tử đã nhìn ra được. Khi đi dạo bốn cửa thành thấy sanh già bệnh chết, Thái tử nói rằng con người sớm muộn cũng đi vào cái chết. Nó kết thúc đời người là cái chết, là xong cuộc đời, mà nó còn sự tái sinh nữa chứ. Từ nơi đó mà Thái tử quyết định chọn con đường đi tu. Dù vua Tịnh Phạn không cho, như Đức Phật quyết định đi tu. Mà đã đi rồi là tu cho bằng được. Đi rồi thì tu cho bằng được. Hỏi chúc quý vị an lạc. Ai vừa đọc rồi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.